chăng nơi thứ ngày pram say hà nơi pê đại ca là than chắp đam bạc mà sân chích pê nè phu non đại chú nâng khai từ chưa rồi đăng cọp sạc sọc nơi vô bái và rồi bỏ buộc có bạc chết ai slap nơi không rồi đại nô tài mà đòn bà ai slap nơi không rồi đại nô tài mà đòn buộc kê khmên ọ ca nâng liếp bò tiết tế bà hai nơi pê đã bà chích phu non đại chú sang sang rồi bộ rốt dương tờ tuôn ạ thạp ra giói thông thế nha bà tê chết dương tờ tuôn ạ thạp ra giói thông thế nha nì dây ở khlấy cứ dương chốc xây đằng hàm Việt Nam đó dương đó đằng hàm đòi luôn dương bà trong Việt Nam đạch oxygen mấy đạch tới dương ọt khó dương miên oxygen bọc luôn dương hỏi dương miên bọc bọn phần tật bọc dương hỏi bà dương chùm nânh chết dương trán nè chùm nânh pê vô lia chùm nânh thạp vi ca nè đội đài ai đam ở bạn nhựa rong tay xuân chân thô bán thôi ca phần dương bộ sài chưa bằng to bằng tốt rồi chơi nơi ngày ti bẩm môi khai bẩm môi chỉ nằm bị phải buồn đi sầm đặt thập đại hôn mà nay bàn bạc cắt chìa lời cá cứ nơi ngày ti bẩm khai xây há chỉ nằm bị phòn mà phải buồn miền này tha bẩm man hà sắp bẩm buồn thứ ngày được học sắp thứ ngày cào tiết đi sầm đặt nâng chôn tờ sầm phốt bà cà rạc than nhé đầm na cá ăn à vót cầm rong, prechik phu non đại chủ, đại ni cứ chi cá tận tăng rong chăm, robot, prechik chun Campuchia dương, bà, chẳng prechik phu non đại chủ ni, mình miên là vậy, sroppet sroppel thiệt tế, vậy bất bộ các bậc chiết, bộ prachang, bộ protect cái giá, bản chia diêm bẩm lơ bẩm play, nè. Cúc bài giảng ẩm pi cùng ruộng prechik phu non đại chỗ này cả đổi ấy lâu nơi thứ ngày ní cứ sầm tách thập đại hôn mà nét bán bọc cá chiêu lời cá đòi khem miền ạ cầm bắn đòi khem miền lẹ liếm và bọc cá trên pi khát cầm bột thì nó ở các đại sầm tách chỗ từ sầm phốt cầm phong phai phải hút bầm non nơi lừa tật đầy khát cầm bột chân thằng ngày pram khai xây hà năm pi pon mà phải bốn khảo mục này cứ chia pratica pravotasa nè hai đội sầm đại ban bình chạy chun chấn cứ thà cầm rôn áp pi pon và tê chiết miên cháo nè rộp rồi rộp pon liên cháo nè còn tay cầm rôn prachit này cứ ban cho bình chăng ẩm pi smart đại chiến này dùng robot prachit chun Campuchia tu tiếng sạc lô tiếng nông bà tê nâng thay nâng cài bà tê và thay ngay ní xong bay tại nhóm chìa bộ côn mà nè chìa nè cà xét mà nè tại nhóm con trô nè cùng rộng bà chích ní nhóm mạng bó sticker nè con trô cùng rộng bà chích ní bằng hai ngàn pi smart đại chiến này dùng nè đọc ra mơn bà môi bón sticker thay ngay ní cứ nhóm chai chun tớ đó bọn ôn dương nè cổ rút sở lãnh nâng con trô cầm rộng bà chích ní ọc bị luôn tay mà đòn bà hả lớn ní bọn ôn nơi tay bắn to xong mọc tiết bà nhóm nâng rô về thi thả ta cua ta bọc bắn thay em chết rưu dàng nè bà nhóm bọc đọc ra mơn và mỗi bọn dọc tới chạy ọc bị luôn này nơi xo khăn ông đáy và hai em đòn mà bọn thì bà chân á con tay nhóm bộ côn mà nè cứ nhóm chạy sticker nâng tất đó bọn ôn đại con trô cho nó nè và nhóm kết thả bờ sân chỉ áp bị ba lý trình đi khách quạt bó sticker này căn tài tràn và chia chôn những dục tờ chui sắp sai căn tài tràn nó cứ mà rạc đầy chết này dùng đó thông thê nhưng mà bị bố cầm rôn áp bị vót mình cho nó còn tay cầm rôn đại tờ tôn ca con trô lúc tức lúc đây cứ cầm rôn bà chích phu nọ đại chỗ này và còn trò khăn tay mà đòn bà vì bố vì bắt đầu phòng và giáo đó chết dương chẳng ọc miên miên hẹp phó rư miên cầm rôn đi bắt đầu phòng và giáo ai tử bộ cô nà bà tê bò tê nà nụ tì tụ bây chân có bắt chết xong làng xì bộ bộ bọn sắp sai bà tê kẻ đi ra chia diêm liếp bò bóng phơ giang nà cái đôi bà
ពលរដ្ឋយើងនៅតែគ្រប់គ្រងហើយរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចថាបដិហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺបដិញ្ញាមុះមុតក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនេះដែលជាការផ្ដួចផ្ដើមណារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនតាំងតែពីដែលសម្ដេចតេជោនៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម្លេះបាទអញ្ចឹងគម្រោងប្រជាជននេះមិនជាផែនការថ្មីទេគឺជាគម្រោងដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងណាបានសិក្សារួចហើយអញ្ចឹងសម្ដេចធិបតីមកដឹកនាំបន្តគឺអនុវត្តនៅគម្រោងនេះឲ្យចេញជាផ្លែផ្កាតែម្ដងអញ្ចឹងនៅថ្ងៃ5សីហានៅពេលដែលការដ្ឋានចាប់ផ្ដើមបើកម៉ាស៊ីនជីកប្រេកណាហ្វូណុងតេជោនឹងคลายទៅជារំដៅកប់សាក់សពនយោបាយរបស់ពួកក្បត់ជាតិឲ្យស្លាប់នៅក្នុងរំដៅនោះតែម្ដងបាទឲ្យស្លាប់នៅក្នុងរំដៅនោះតែម្ដងពួកគេគ្មានឱកាសនឹងលាបពណ៌ទៀតទេបាទហើយនៅពេលដែលប្រជិកហ្វូណុងតេជោសាងសង់រួចពលរដ្ឋយើងទទួលអត្ថប្រយោជន៍ធំធេងណាស់ប្រទេសជាតិយើងទទួលអត្ថប្រយោជន៍ធំធេងណាស់និយាយឲ្យខ្លីគឺយើងឈប់ខ្ចីដង្ហើមវៀតណាមដកយើងដកដង្ហើមដោយខ្លួនយើងបាទចង់វៀតណាមផ្ដាច់អុកស៊ីហ្សែនមិនផ្ដាច់ទៅយើងអត់ខ្វល់យើងមានអុកស៊ីហ្សែនរបស់ខ្លួនយើងហើយយើងមានប្រព័ន្ធផ្លូវទឹករបស់យើងហើយបាទយើងចំណេញជាតិយើងច្រើនណាស់ចំណេញពេលវេលាចំណេញថវិកាណាដោយដែលឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលបានធ្វើការពន្យល់បកស្រាយជាបន្តបន្ទាប់រួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែមករំលឹកបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងជ្រាបបាទព្រឹកមិញនេះគឺសម្ដេចធិបតីបានប្រកាសហើយថ្ងៃ5ខែសីហា2024ហើយបើតាមខ្ញុំចាំថ្ងៃ5សីហានេះគឺជាខួបកំណើតរបស់សម្ដេចតេជោបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានប្រជិកនេះយើងនឹកឃើញដល់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សម្ដេចតេជោអាចនិយាយថាជាស្ថាបនិកណាជាស្ថាបនិកប្រជិកហ្វូណុងតេជោនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលសម្ដេចតេជោបានខិតខំគឺដើម្បីជាតិយើងដើម្បីប្រជាជនយើងបាទហើយដើម្បីបងប្អូនខ្មែរចំនួនក្រោយក្មេងៗចំនួនក្រោយតកូនតចៅទៅមុខទៀតបាទព្រោះប្រេកនេះមិនមែនជីកបានប្រើ10 20ឆ្នាំខូចទេគឺប្រើដូចយើងអង្គរវត្តចឹងចាស់ចាស់ដូនតាយើងកសាងអង្គរវត្តប្រសល់ទុកឲ្យយើងដល់ជំនាន់ក្រោយហើយអនាគតប្រជិកហ្វូណុងតេជោនេះនឹងក្លាយទៅជាសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រផ្លូវទឹកប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាហើយស្ថាបនិកគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាទគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាទបាទឥឡូវនេះរឿងប្រជិកនេះក៏ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយក៏មានវីដេអូមួយដែលខ្ញុំទទួលបានដែរអាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូរបស់សម្ដេចធិបតីដែលសម្ដេចលោកលេតខាយកំសានចាត់ទុកថារាល់ការតិទៀនវៃបហាមកលើសម្ដេចរបស់ពួកប្រឆាំងគ្រាន់តែជាដូចថាពេលខ្លះសម្ដេចទំនេរគាត់មើលកំដរកាក់ផ្សុកបាទខ្លាចតែរឿងកំ pl ែងណាសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតយកការរិះគន់របស់អ្នកប្រឆាំងធ្វើជាការកំសាន្តនឹងនាំឲ្យមានសំណោចនឹងនាំសំណោចបាទនិយាយគឺថាត្រូវស្ដីហៀកអត់ទេខ្ញុំនិយាយតាមតែខ្ញុំនិយាយគឺថាត្រូវស្ដីហៀកខ្ញុំផែនការនេះមិនមែនជាត្រូវស្ដីទេផែនការនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានកសាងនិងបានធ្វើហើយបាទអ្នកខ្លះគឺថាឲ្យតែខ្ញុំនិយាយគឺថាត្រូវស្ដីហៀកអត់ទេខ្ញុំនិយាយពីអ្វីដែលបានធ្វើបបែទាំងអស់នេះមានអាញាបានហើយបានធ្វើថ្ងៃនេះខ្ញុំសម្ពោធមួយហើយហើយផែនការដែលយើងដាក់ចេញបានធ្វើរួចទៅហើយដើម្បីអនាគតវែងឆ្ងាយរបស់យើងអត់ដើរក្រោយសៀបការទេខ្ញុំសូមសរសើរអ្នកចេះទាំងអស់នៅខាងក្រៅប្រទេសអ្នកខ្លះម្នាក់ចេះគ្រប់មុខមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលរាប់រយនាក់អត់ចេះដល់គាត់ទេ
ចេញស្អីក៏គាត់ប្រកែកជាយើងដែរចេះទាំងអស់ស្អីរដ្ឋាភិបាលក៏ធ្វើខុសដែរខ្ញុំសូមប្រាប់ចុះខ្ញុំសូមទៅឲ្យនៅប្រកែកប្រកែកទៀតចុះបាទហើយអ្នកចូលឲ្យពងរង្វាន់មេដាយទៅជួយចោះគាត់ទៀតចុះកម្ពុជាខ្ញុំអត់ស្ដាប់ទេបាទជួនកាលគេបាញ់ឲ្យមើលខ្ញុំអគុយសើចមកថានិយាយឲ្យខ្ញុំឈឺបរាជ័យហើយពួកខ្ញុំឥឡូវអប់សុខអញ្ចឹងពេលខ្លះមើលអាគេយកមកវាយប្រហារដើម្បីសើចកំសាន្តទេព្រោះបើសិនជាគេវាយឲ្យយើងឈឺយើងឈឺយើងចាញ់ហើយគេដុតឲ្យយើងក្តៅបើយើងក្តៅយើងបរាជ័យហើយចិត្តឲ្យក្តៅទៅខ្លួនឯងចុះខ្ញុំតិចលើប៉ុន្តែខ្ញុំសរសើរគាត់ចេះគ្រប់មុខមែនទែនស្អីក៏ដឹងគ្រប់មុខហើយដឹងខ្លាំងជាងយើងទៀតបាទសម្ប័យថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្ញុំប៊ីសប្រពន្ធអររឿងគេវិភាគគេថាដឹងព័ត៌មានពិតតាំងកាលខ្ញុំនៅអាមេរិកហ្នឹងសុំពុកឲ្យទៅដឹងប្រពន្ធអាមេរិកកាំងឯងអត់ទាំងដឹងផងពួកកើតចោយើងទៅចោចាជាមួយគូសាដើម្បីគាត់នេះក៏ទៅសារភាពថាអត់មានពីណាទាំងអស់ស្រាប់តែអ្នកវិភាគថាខ្ញុំធ្លាប់ចង់ទៅដឹងអាមេរិកកាំងកាប៊ីសដាច់ចោលអេគេថាដឹងពីប្រភពច្បាស់លាស់ហ្មងនិយាយច្បាស់ជាងខ្ញុំទៀតបាទនេះខ្ញុំមើលប្រកមិញសើចបាទខ្ញុំជាអត្ថាធិប្បាយទៀតព្រោះសម្ដេចថាប្តីមានប្រសាសន៍រួចហើយបាទរឿងគាត់ចាត់ទុកសម្ដេចចាត់ទុកការរិះគន់និងការវាយប្រហាររបស់ពួកប្រឆាំងគ្រាន់តែជាការកំសាន្តនឹងនាំឲ្យមានសំណោចបាទដូចរឿងកំ្លែងពេលខ្លះខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ចឹងដែរថាមិនដឹងចង់និយាយពីអីបើឃើញដូចថាទឹះគ្រប់យ៉ាងប្រឆាំងតាំងពីគម្រោងការអភិវឌ្ឍជាតិឥឡូវដូចព្រះជីកហ្វូណនតាជូហ្នឹងអ្នកប្រឆាំងមានតែមួយទេគឺយួនហើយឥឡូវសំរងស៊ីមកប្រឆាំងដែរបានន័យថាសំរងស៊ីហើយយួនជាមនុស្សតែមួយហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនលៀបពណ៌ទេណាខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយតាមអ្វីដែលជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងទេណាបាទអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងសូម